Hello các bạn đến kênh YouTube Hiếu Shipper. Hôm nay Hiếu sẽ quay toàn cảnh học lái xe ở bên Nhật đây. Thì bây giờ là các bạn đang ở trong giai đoạn 1 thì các bạn sẽ được học ở trong sa hình quả trường. Thì đây là sa hình quả trường ở Okubo Kyoto đây. Đó. Đấy là những người là đang ở trong giai đoạn 1 thì là chưa được lấy bằng Karimen là thi 50 câu lý thuyết của Nhật. Thì khi các bạn đỗ Karimen thì các bạn sẽ được cấp giấy, gọi là giấy bằng tạm thời là được lưu thông trên đường, đó là sang giai đoạn 2. Đây là giai đoạn 1 thì là các bạn chỉ được đi ở trong sa hình trường thôi. Đó, đi các cốt sự của trường thì là các bạn đi theo thầy giáo ở trên xe đang dạy. Thì đây là các bạn Nhật là đang đi trong sa hình của trường này. Học xe ở Nhật vui lắm. Đông người ta học nhiều. Toàn ấy cô C học xong lớp 12 xong rồi người ta vào đại học ấy. Với những người cô C tốt nghiệp xong người ta đi làm luôn, người ta đi học. Đây sa hình của trường người ta đi. Đó, xong giai đoạn 1 đấy. Thì ở đây họ học, họ chia ra thành một tiếng lý thuyết và một tiếng thực hành. Xong rồi 12 giờ QK đến 1 giờ xong thì bạn vào học. Đấy là mình học, ngày xưa mình học nội trú thì mình học như thế. Còn các bạn học thứ bảy chủ nhật ngày nghỉ ấy thì là các bạn lại ki bô theo giờ, thì cái học phí đấy nó cứ ngang học nội trú. Học nội trú thì học 2 tuần thì các bạn lấy bằng, còn các bạn học theo tháng thứ bảy chủ nhật thì các bạn phải học đủ số tiết mới phải thi qua được các kỳ thi của trường và sở quy định. Karimen thì thi 50 câu lý thuyết, thì bạn đỗ 45 trên 50 câu thì là bạn được cấp bằng tạm thời, thì được lưu thông trên đường. Khi bạn lưu thông trên đường thì tùy từng trường nhé. Có trường thì cục chỉ định không phải thi thực hành ở trên cục, mà các bạn thi thực hành ở trường là thi cốt sự ở ngoài đường ấy, chứ không cốt sự trong trường đâu. Cốt sự ngoài đường thì các bạn đi ở trên đường thì nó cấp cho bạn đỗ, thì các bạn phải lên trên cục thi Homen thì 95 câu. Thì 5 câu xử lý tình huống là mỗi câu 3 ý, mỗi câu là 2 điểm. Thì 5 câu đấy bạn làm full thì bạn được 10 điểm. Còn những cái câu 90 câu kia là mỗi câu 1 điểm thì các bạn sai ấy, thì các bạn có thể là ok, nhưng mà các bạn cố gắng làm đúng 5 câu xử lý tình huống đi. Nói chung là nó cũng dễ thôi. Các bạn chịu khó học thì nó đỗ hết. Ở Việt Nam thế, tiếng mẹ đẻ ấy, thì các bạn không học, không luyện đề thì các bạn trượt. Nó thì tiếng Nhật, nhưng mà bây giờ ở Nhật ấy thì nó có các tỉnh thi bằng tiếng Việt rồi, nên là nhiều cái nó cũng lấy bằng của Nhật bay, nó cũng dễ dàng hơn ngày xưa. Hoặc các bạn đi thi từ đầu đến cuối, còn các bạn đổi bằng ấy thì nó dễ hơn. Đổi bằng ở Nhật thì thi lý thuyết nó dễ, nhưng mà thực hành lại khó. Thực hành có người may mắn rèn luyện ở trường lái thức thì khoảng tầm 1 lần 2 lần là đỗ, còn những người không rèn ấy thì là nó rơi tầm. Có mấy ông anh ở Hiroshima ngày xưa mình học cùng ấy, ông ấy thì 7-8 lần 11 lần mới đỗ cơ. Còn là mình thấy mình sống ở Toyama thì các bạn ấy đăng ký thì bạn nào cùng lắm thì 3 lần, ít khi có người nhiều lắm. Thì các bạn ấy trước khi các bạn ấy thi nó cũng có mẹo của nó đấy. Thì ở đây là nó, các bạn đăng ký lên siêu tại cục cảnh sát ấy thì là nó sẽ cho các bạn tỷ lệ đậu cao. Còn các bạn không lên siêu ở đấy thì là cái tỷ lệ nó cho đánh tớt 2-3 lần để nó gọi là lấy cái tiền học phí ngu ấy. Còn quan trọng nhất ở Nhật đây là Gakunin và văn hóa giao thông. Cho dù các bạn lái giỏi hay lái nụa đến mấy ấy, nhưng mà các bạn không Gakunin, không văn hóa giao thông ứng xử nhiều là gọi là tốt thì nó vẫn nhanh rất các bạn. Có những trường hợp là lái rất tốt nhá, đi qua người đi bộ đi qua ấy, trời hôm nay trời mưa thì nó có một vũng nước đấy, các bạn đi nhanh quá thì nước nó bắn lên người đi bộ. Thì khi ra xong hỏi là tại sao đấy, nó nói những cái trường hợp như thế thì là lúc đấy thì nhiều cái kinh nghiệm nó ngỡ ngàng ra đó. Mình quay cho đây các bạn nhìn, đây là như khi người ta vào chuồng
chữ S đây thì người ta phải dừng lại căn này. Xong rồi người ta căn theo cái đường cua của nó, theo cái gương. Các bạn kinh nghiệm của mình học ấy là mình căn cái gương xe đấy thì mình ôm cua thì là nó sẽ đi được ở trong cái hình chữ S này. Thì trong cái cốt sự khó nhất là cái chữ S này và cái nùi chuồng, thì mới học lái xe thì ai cũng bỡ ngỡ thôi. Thì các bạn đi sau một thời gian quen thì nó dễ đó. Bạn nhìn thấy con xe số 38 kia vào chuồng số 22 mãi không đi được, nó đi nấn vạch. Nếu các bạn đi thi ở trường lái nhá, các bạn nấn vạch, đè lên vạch đấy, các bạn không được cố tình đi tiếp mà các bạn phải đạp ga và các bạn lùi lại và các bạn đi, thì là người ta sẽ cho bạn một lỗi như thế, người ta sẽ cho bạn đỗ. Còn các bạn cố tình đi qua ấy, là người ta sẽ đánh các bạn trượt luôn đó. Còn trục, nói chung là cái chỗ cốt sự trường này nó nhỏ hơn cái cốt sự trường mình học trước. Cốt sự trường mình học nó có cả xe máy này, có cả Okata này, nó rộng. Cái này thì mình chỉ nhìn thấy mỗi xe 4 chỗ và 5 chỗ thôi. Thì mình cũng quay đến đây thì mình cũng xin dừng video tại đây. Mình, các bạn thấy hay và ý nghĩa thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình, thì để mình có động lực ra những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Hiếu Shipper. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.